Bon Bon TV. Kiểu ngoài như thế này, mình biết được chị ăn biết được một món mình ăn sao hết. Ôi chị ơi, chị bị sao đấy? Chị ăn cả múc đi làm gì? Ôi, sao mày bị điệu thế? Còn đeo cả khẩu trang chứ. Chị sao lạ thế? Cứ nói như thế. Thôi, để em gửi cậu cho nha. Điểm mà lại nói với mẹ là được 10 điểm ngon. Em có cách này để cho môi chị thành bình thường rồi này. Chị hứa một điều nha. Chị không nói dối được nha. Từ nay chị có tin nhanh đầu sư mình không? Thôi chị nhắm mắt lại đi. Bây giờ em sẽ gọi bà tiền lên giúp chị nhá. Ông bà là môi chị bình thường lên anh. Cảm ơn bà tiên rồi ạ. Cảm ơn em nhá. Chị hứa từ nay chị sẽ không nói dối nữa. Từ nay chị sẽ không tranh đồ với Subin nữa. May quá. Chị môi chị trở lại bình thường rồi. Từ nay chị lại được bình thường rồi đấy. Thôi, chị em mình ăn kẹo mút đi. Ôi, sao đập thế? Chị bóc chưa? Nhổ ra. Hay thế. Cảm ơn em nhé. Đấy, thấy chị bóc siêu không? Đấy, muốn để to thế. Ôi, trong này nhiều thế nhỉ? Cái hình này là hình gì? Hình ông mặt trời đúng không? Hình mặt trời. Hình giá này. Cái này em xem trên TV rồi. Ui, nhiều thế nhỉ? Cho chị một cái nhá. Chị thích con này. Chị dán vào đâu được nhỉ? Chị dán lên trán nhá. Vui nha. Đi chị dán lên má cho. Đi chị dán cho. Chị một con rồi nhá. Ok. Nè, cho chị một cái nhưng em dán lên chị bên đây này. Dán lên chị bên đây. Đây em dán cho chị bên đây đi. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.